Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại Huy Hoàng Audio. Và tiếp tục là video ngày hôm nay thì em sẽ làm một video đập hộp cho toàn thể các bác về một mẫu súp chính hãng của thương hiệu EP Pro với model là 1018 và được nhập khẩu nguyên thùng nguyên đai nguyên kiện tại Đài Loan các bác nhé. Và đây thì bên em mới vừa đập hộp ra thôi để chuẩn bị giới thiệu chi tiết cho các bác này và cũng như test qua chất lượng âm thanh để cho các bác có thể thưởng thức được này và có thể tham khảo được về chất lượng âm thanh cho da của dòng súp 1018 này của thương hiệu EP Pro các bác nhé. Và em sẽ thông báo giá cho các bác là bên em cho ra ngoài thị trường dòng súp 1018 này của thương hiệu EP Pro là 3.800.000 đồng. Đây là một mức giá cực kỳ tốt cho toàn thể các bác, vì bên em là một bên cũng được phân phối độc quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng của thương hiệu EP Pro nên là mới cho ra được mức giá tốt như vậy đấy. Và dòng súp 1018 này sẽ phù hợp cho toàn thể các bác nào, những bác nào chơi các dòng nhạc như bolero này, nhạc trữ tình này, nhạc vàng này, thì với dòng súp này chất lượng âm thanh cho da của nó rất là ấm nên là phù hợp với tất cả các dòng nhạc đấy. Đấy, các bác có thể một chút nữa thì em sẽ cho các bác nghe qua về chất lượng âm thanh của con 1018 này các bác nhé. Và đây thì đầu tiên thì em sẽ đi đến phần ngoài của nó này. Về phần bên ngoài của nó thì được bọc một lớp thùng của EP Pro, rất thiết kế rất là đẹp. Đấy, đây là model của nó này. Và dòng 1018 này thì có hai model là 1018 và 1018S các bác nhé. Và đây, đây ở bên trong của nó này thì được bọc một lớp xốp và một lớp ni lông nên hoàn toàn yên tâm khi giao đến tay các bác một cách an toàn nhất các bác nhé. Đấy, thì bỏ vỏ thùng qua một bên thì em sẽ giới thiệu đến phần các phần phụ kiện đi kèm theo nó này. Đây là một dây nguồn này, dây nguồn rất là to. Và dòng sản phẩm chính hãng thương EP Pro thì dây nguồn của nó này được in tất cả các thông số này. Đấy, rất là chắc chắn và to. Đấy, và đây là một phiếu bảo hành này chính hãng của thương hiệu EP Pro. Đấy, và tất cả các dòng súp chính hãng của thương hiệu EP Pro thì đều được có chế độ bảo hành rất là tốt cho toàn thể các bác nhé, là được bảo hành 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời cho toàn thể các bác về những mẫu súp chính hãng của thương hiệu EP Pro này. Đấy, và đây thì tất cả các dòng sản phẩm chính hãng của thương hiệu EP Pro này thì đều có tem chống hàng giả này và có in logo EP Pro và đầy đủ các thông số website này và email này của thương hiệu, và được tích hợp vào đấy là một mã QR để các bác có thể check thẳng vào trang web của EP Pro để có thể xem thông số kỹ thuật này chi tiết hơn của dòng súp này và cũng như tất cả các dòng sản phẩm chính hãng thương hiệu EP Pro cho ra ngoài thị trường các bác nhé. Đấy, và đây thì em sẽ đi đến phần hình thức của nó này, hình thức và thiết kế của con súp 1018 này thì rất là đẹp, thiết kế của nó thì rất là đẹp luôn. Và tất cả các phần thiết kế của tất cả các dòng sản phẩm chính hãng thương hiệu EP Pro thì không thể chê vào đâu được rồi các bác ạ. Thiết kế của nó rất là tinh tế và sang trọng đấy, rất là đẹp. Và tất cả các phần bên ngoài của nó này thì đều được làm bằng các mặt vân gỗ tự nhiên các bác nhé. Thì đây các bác có thể thấy này, đều được làm tất cả bằng các mặt vân gỗ tự nhiên. Đây, nước sơn của nó rất là đẹp. Các bác có thể thấy này, em soi kỹ hơn này, các bác có thể thấy rõ vân gỗ không? Đấy, rất là đẹp. Tất cả các mặt luôn đều là vân gỗ tự nhiên. Đấy. Và về phần mặt đằng trước nhá, thì đây là một lớp lưới e căng của chính hãng của thương hiệu EP Pro. Và đây là một lớp lưới mang đặc trưng của thương hiệu các bác nhé. Đấy, là một lớp lưới hai mặt, à hai lớp. Đấy, lớp lưới hai lớp. Đấy, hai lớp của nó này, hai lớp này đều được làm, cũng là làm gỗ, vân gỗ tự nhiên các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy này, rất là chắc chắn và đẹp. Lớp lưới của nó rất là đẹp các bác nhé. Ở dưới này có một logo EP Pro. Đấy, em soi kỹ cho toàn thể các bác này, rất là đẹp. Và đây thì ở bên trong của nó là dòng 1018 này thì được chạy một bát 30 và là bát lòng chảo các bác nhé. Và ở dòng 1018 này thì là bát mặt. Đấy. Và xung quanh này thì được làm một lớp nhôm này. Đây là một lớp nhôm phay các bác nhé, được mạ vàng này, tạo một điểm nhấn rất là đẹp cho con súp này. Đấy, và đầy đủ này, tem bảo hành này.
đấy, bát lòng chảo cho ra chất lượng âm thanh thì rất là ấm rồi, các bác có thể biết đấy. Một chút nữa thôi thì em sẽ cho các bác nghe qua chất lượng âm thanh của con súp 1018 này các bác nhá. Thì để chi tiết hơn này thì em sẽ đi đến phần đằng sau này đấy. Đây là phần bảng mạch của nó này đấy, phần đấy đằng sau của nó này rất là đẹp. Và đây nhá, các bác có thể thấy này, phần tản nhiệt của nó này rất là chắc chắn đấy, nên hoàn toàn yên tâm khi bác đánh những con súp này trong khoảng thời gian dài các bác nhé. Và đầy đủ này, tem này, bảo hành này, số seri này, model này và tất cả các thông số của dòng sản phẩm này đấy. Các bác có thể thấy này, và đầy đủ này các rắc hoa sen đường vào của con súp này, và hai volume, một volume cắt tần số và là volume tổng của nó này. Và đây là công tắc đảo pha các bác nhé, rất là đẹp. Và dòng 1018 này thì là ở phần đằng sau của nó ấy, thì là có hai bảng, một bản là được làm bằng nhôm màu trắng và đây bản này là được làm bằng nhôm màu đen các bác nhé. Đấy, nhưng mà chất lượng của nó thì như nhau, hoàn toàn như nhau các bác nhé. Nhưng mà nó làm như vậy để cho các bác có sự lựa chọn thôi đấy, cho sự lựa chọn giữa hai màu, màu đen và màu trắng, rất là đẹp. Và tất cả các dòng súp của thương hiệu FB Pro thì đều được làm bằng nguồn xuyến các bác nhé. Đây, nguồn xuyến này các bác có thể thấy này, bốn ốc này, bắt hình chữ nhật này, đảm bảo cho thẳng thế các bác là được làm từ nguồn xuyến. Và linh kiện của nó thì hoàn toàn là linh kiện chân đồng các bác nhé, em đảm bảo cho thẳng thế các bác luôn là tất cả đều được làm bằng linh kiện chân đồng đấy, rất là đẹp. Và không để các bác chờ lâu nữa thì ở bên em sẽ test qua một đoạn nhạc bolero ngắn để cho các bác thưởng thức qua chất lượng âm thanh của con 1018 này cho ra là như thế nào các bác nhé. Thì vừa rồi thì em đã cho các bác thưởng thức qua một đoạn nhạc bolero ngắn để các bác có thể thẩm và cũng như thưởng thức chất lượng âm thanh cho ra của dòng súp 1018 này, chính hãng của thương hiệu AP Pro các bác nhé. Đấy, tiếng súp của nó cho ra nhé, cực kỳ là ấm và sâu nhé các bác nhé, rất là sâu luôn, sâu tiếng. Ở đây các bác phải thấy này, chiều sâu của nó này. Đấy, thì là tiếng bát của nó cho ra thì rất là sâu và ấm, rất là đẹp. Đấy, lỗ thông hơi của nó đằng sau này rất là to. Đấy, các bác phải thấy nhá, hình thức này và cũng như thiết kế của dòng 1018 này của thương hiệu AP Pro thì không thể chê ở đâu được rồi các bác nhé. Và em thông báo lại cho toàn thể các bác là một mức giá cực kỳ tốt bên em cho ra ngoài thị trường với dòng súp 1018 này là 3.800.000 đồng. Đây là một mức giá cực kỳ tốt cho toàn thể các bác rồi. Nếu các bác có quan tâm về dòng súp này thì các bác có thể trực tiếp nhấc máy lên, gọi qua số điện thoại hoặc trực tiếp nhắn tin qua Huy Hoàng để có thể đặt hàng các bác nhé. Em xin chào toàn thể các bác và hẹn các bác ở những video lần sau.